ơi, đứng lại, chạy đi đâu. Đồ ăn ngon thế này vừa mới mua về mà sao chạy đi đâu đây? Không ăn à? Đây chẳng phải là con chó của nhà bà Nhím sao? Nhím ơi, cậu vừa đánh con chó mất nhà cậu à? Sao nó chạy ghê thế? Nhìn mặt nó trông sợ hãi lắm cậu ạ. Đánh đâu mà đánh? Tớ yêu thương chó lắm, làm sao tớ đánh con chó mất nhà tớ được? Chứ sao? Nó chạy ghê thế? Tớ chả hiểu nó bị làm sao ấy. Sáng nay tớ đi mua thức ăn về cho nó, thế là cho nó ăn. Nó ăn xong phát, nó ăn được có một miếng thôi. Thế là nó chạy đi luôn cậu ơi. Tớ đang tìm nó về đây mà chả thấy nó đâu nữa cả. Cho nó ăn mà nó lại chạy ghê thế? Nó chạy đít đằng kia kìa. Tại sao lại thế nhỉ? Hay là thức ăn tớ mua nó không hợp với nó hay là như thế nào nhỉ? Thức ăn này là thức ăn tớ mới mua mà, vừa mua sáng nay xong đấy cậu ạ. Đâu đây tớ xem nào. Cậu mua thức ăn cho chó ấy. Đây sao này, nó đựng ở trong cái hộp trông nó kỳ lạ vậy? Đây này, sáng tớ ra tớ mua tớ thấy nó có hình chó với hình mèo này. Một con chó, 2, 3, 4, 5, 6 con chó. Đấy, bút đồ này, chui hua hua này, bút sóc này. Thế mà nó lại không ăn. Ồ, cái gì vậy cậu? Cậu biết vì sao chó của cậu không ăn không? Thì sao? Cậu không đặt cái, đọc cái tờ hướng dẫn ở đây à? Cái đây, đây là kẹo puppy love, tức là kẹo kẹo chó ấy cậu ạ. Mà cái kẹo này là dành cho các bạn nhỏ, chứ không phải là dành cho chó. Cậu mua nhầm rồi. Kẹo này là dành cho người ăn á. Cậu đi ra cửa hàng bánh kẹo mua đúng không? Đúng rồi. Cậu phải ra cửa hàng của thú cưng ấy thì mới có thức ăn cho các bạn chó. Đây là cậu mua nhầm rồi. Bảo sao mà chó nhà cậu không ăn. Ui giời ơi. Thế mà thì ra puppy love này có nghĩa là dành cho những ai yêu thích chó mèo đúng không? Đúng rồi. Đấy là kẹo của cậu đấy. Kẹo cậu ăn đấy, mấy kẹo em cam ăn ấy. Chứ thế các bạn chó không thích ăn kẹo này đâu. Thế thì hay tớ với cậu thử mở cái kẹo này ra, ăn xem nó có vị gì mà con chó mít nhà tớ lại không thích ăn đi. Đây, để tớ thử mở ra xem là nó như thế nào nhá. Here we go. Lần đầu tiên tớ thấy cái hộp kẹo trông nó kỳ lạ như thế này đấy. Thiết kế như một cái lồng để nhốt các bạn con vật đúng rồi, mèo ấy. Như kiểu là nhà của các bạn chó với bạn mèo ấy. Xong đây này, hai bên còn có cả những cái lỗ thở thở đây này. Lỗ hổng để cho các bạn ý, nếu mà chui trong đấy thì sẽ thở được không? Đây, chỗ này nó như một ngôi nhà, có cái cửa đấy thôi. Đấy, mở cửa ra này. Bên trong có gói kẹo nhỏ. Đây. Đây, ui, trong này còn có cả một bạn chó mít này. Đâu? Đây. À, ở đây có tên của các bạn chó mít cô ạ. Bạn này này, bạn này là loại nào? À, bạn này là giống cái bạn đầu tiên đây này. Ở trong đây ghi là đây là một loại chó nhỏ. Chó kiểu như là chó cảnh đúng không cậu? Đúng rồi. Cho hướng dẫn vào đây. Đây đúng là một cái lồng để nuôi bạn chó này rồi. Thế là, còn đây là kẹo. Đúng rồi. Người ta làm cái kẹo trông như là cái khúc xương ấy. Thế thật là lúc đầu tớ lại cứ tưởng đây là cho những bạn chó mít cô ạ. Cậu thử ăn đi xem vị gì. Nó vỏ bọc nó trơn trơn cơ ạ. Mình ngậm một lúc thì là nó sẽ phai cái lớp vỏ bọc đấy ra. Có nó, vị ngọt, vị chua hay vị cay? Nó rắn rắn, vị chua. Nhìn cậu ăn mà tớ thèm quá. Đấy mà, có vị ngọt như kẹo thế này, bảo sao mà bạn cháu mít không thích ăn. Cậu có thể cho tớ ăn thử một khúc xương xem có ngon không? Đấy, cậu ăn đi, tớ tiếc làm gì đâu. Đây, wow, kẹo khúc xương nha. Các cậu có để ý là cái kẹo này cực kỳ hợp với tớ không? Cùng với cái màu áo của tớ luôn. Để tớ thử ăn nha, xem vị có ngon như bạn Nhím nói không nha. Cứng rồi. Kẹo này hơi cứng cậu ạ. Cắn không cẩn thận là bị răng đấy. Mới cả tớ thấy kẹo này nó bị ngọt quá cậu ơi. Nó bởi bị vì chua à, mà nó ngọt phần quá. Chính của cái kẹo này là từ đường đó cậu ạ. Ăn kẹo này nhiều á, dễ bị sâu răng lắm. Vừa là kẹo, lại vừa là đồ chơi. Đây này, bạn chó mít này còn xoay xoay đầu được này cậu ơi. Bạn thế? Này còn đeo một chiếc yếm màu xanh da trời đây này. Nhưng mà tớ bắt đầu thấy thích mấy cái kẹo mà có hình dạng động vật như này rồi đấy. Cậu có biết loại nào mà có kẹo động vật nữa không? Có thể là con gà này, con bò hoặc là con lợn đi. Kẹo kiểu đấy á? Đúng rồi, kẹo kiểu động vật đi. Tớ cũng có một cái hộp kẹo ấy. Bên trong á có cái con động vật nó còn to hơn con chó này cậu cơ. Con động vật gì? Đây này, nó nằm ở trong cái hộp này này. Hộp này trông như hộp pizza cậu ạ. Không phải hộp pizza. Đây này, nó nằm trong ở cái lớp hộp này này. Đâu, có thấy gì đâu. Thấy con gì chưa? Nope. Chả thấy con gì cả. Chị không thấy con gì. Ô, đâu nhỉ? Đâu? À, đây rồi, đây rồi. Các cậu nhìn cái hình nhỏ nhỏ này, đoán được đây là con gì chưa? Màu vàng vàng. Thế là kẹo con bò à? Không, không phải kẹo con bò. Kẹo cái con này này. Con gì mà lại có gai ở trên lưng như thế này nhỉ? À,
có bạn nào đoán được ra đây là con gì không? Tớ nhìn thấy chữ Dino đây này. Dino là chú khủng long đấy. Một con khủng long ăn cỏ. À, thế là kẹo này là kẹo hình khủng long này các cậu ơi. Trông cái kẹo này bày cái con khủng long vào trong đây, trông như là một cái hộp đồ chơi ấy nhỉ. Để tớ thử mở cái kẹo này ra xem nó như thế nào nhá. Cậu mở ra đi. Vừa lấy kẹo con chó ăn nó đã ngon rồi, không biết kẹo khủng long ăn còn ngon hơn cơ. Xem nào. Đây, cái hộp này phải mở thật cẩn thận. Hộp đẹp thế này cơ mà. Bên trong tớ nhìn thấy các cái viên kẹo hình tròn màu xanh đỏ tím vàng. Wow. Đây rồi, đây rồi. Ồ, cái con khủng long nó dính chặt vào đây này. Để tớ bóc. Cậu cẩn thận. Làm như nào? Cậu bóc cẩn thận không nào lại rơi mất kẹo đây. Hình như là phải bóc cái lớp vỏ này bên dưới ra này. Không, nhưng mà phải bỏ con khủng long ra đã chứ. Đây này, đấy. À, ra con khủng long này dính ở trên đấy à? Đúng rồi, người ta dính cho nó đỡ chạy đi linh tinh đấy. Đây, còn bóc kẹo nó bóc ở dưới này này. Chấm đi, tròn. Trông đây như kiểu là những cái viên đạn ấy nhỉ cậu nhỉ. Công nhận, nhìn giống thật đấy. Đây này, nếu đọc hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ sử dụng như này này cậu ơi. Như nào vậy cậu, cho người con khủng long á. Mở cái đầu con khủng long này. Đấy, con khủng long này này. Trên lưng nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái gai luôn. Xong là mình có thể mở được cái đầu này ra. Sau đó là cho mấy cái viên kẹo này vào. Một. Để cho nó đỡ chảy nước, đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, cho kẹo vào này. Wow, ngộ nghĩnh đáng yêu thật đấy. Cho vào đây. Đấy, cho nhiều vào. Rồi, sau đó đóng cái này ra này. Thế khi nào mà mình muốn ăn ấy cậu ơi? Cậu khi nhìn thấy chưa? Nào vậy cậu? À, đằng sau này. Đấy chưa? Có một cái lỗ. Nhưng mà bấm thế nào nhỉ? Bấm thế nào để nó ra? Đây nè, cứ rắc là nó ra. Không được, nó không ra cậu ơi. Cho vào mà lại không lấy ra được thì làm sao mà ăn được nhỉ? Cậu đọc lại hướng dẫn sử dụng đi, có khi cậu nhầm rồi. 5 minutes later. Ồ hay, con khủng long này. Ôi, nó vừa ra cậu ơi. Cậu làm gì thế? Nó lại định nuốt kẹo của mình nhỉ? Đưa đây, nó xem nào. Cho kẹo ở người con khủng long được rồi, thế nhưng mà lại chưa biết cách lấy ra. Chắc chắn là ở xung quanh người con khủng long này sẽ có một nút bấm cậu ạ. Nút bấm à? Đúng tớ rồi. Ấn hết những cái xương sống này rồi, có được đâu. Khả năng cao là cái đuôi này. Để tớ thử bấm nhé. Có ra không? Ừ, cũng không ra cậu ơi. Hay là cái đầu này? Cũng không ra. Hay là các cái chân nhỉ? Để xem nào, cái chân trước này không ra này, cái chân sau này. Ồ, nó vừa nhảy ra một viên cậu ơi. Hóa ra là ấn cái chân sau này là nó ra này. Ấn thật mạnh các cậu ạ. Đấy. À. Đấy. À. Cứ mỗi lần ấn là chúng mình sẽ ra một viên. Đấy. Thì ra là vậy các cậu ơi, nhìn này. Khi mà tự ấn cái chân này. Đấy. Đấy. À. Đấy, 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 hết rồi. Mình muốn cho nó ra nhiều ấy thì mình phải bỏ nhiều kẹo vào đây cơ. Đấy, 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 rồi. Đấy. Thế là chúng mình biết cách sử dụng rồi nhá. Đúng rồi, thế thì mình cứ bỏ đầy kẹo vào đây. Trong khi nào mình muốn ăn, mình sẽ ấn cái là nó lại ra một viên cậu ạ. Hay thật đấy. Để tớ thử ăn cái kẹo con khủng long này, xem nó có khác vị cái kẹo con chó của cậu vừa nãy không nhá. Ăn viên màu xanh, cậu thì hôm nay tớ mặc áo màu xanh. Nó ngon không cậu? Bên ngoài được bọc một lớp đường, bên trong là sô-cô-la cậu ạ. Ăn nó không chua như cái kẹo khúc xương của cậu vừa nãy đâu. Ngon hơn đấy. Vậy à? Để tớ thử ăn một cái xem nào. Sô-cô-la này kèm thêm vị hoa quả hay sao ấy. Đúng rồi, mỗi một màu là một vị khác nhau. Nó có vị chua hơn cậu ạ, thơm thơm hơn. Mỗi một kẹo một vị khác nhau, ăn ngon thật đấy. Tiếng con gì vậy nhỉ? Ui cậu ơi, một con khủng long. Ăn kẹo khủng long, một con khủng long đá. Hay là con khủng long này nó đến nó xin kẹo nhé. Ui nó còn nhảy lên kìa cậu ơi. Khủng long này có ăn thịt không cậu ơi? Đến xin kẹo hay là đến ăn thịt bọn mình vậy? Nhìn trông đáng sợ quá. Loài này là loài ăn cỏ cậu ơi. Có mấy cái gai gai giống hệt cái mô hình kia kìa. Cậu nhìn này, ở trên lưng có mấy cái gai gai này. Đây
đây là loài ăn cỏ đây, không phải là bạn này bạn ấy đến xin kẹo đâu, bởi vì bạn ấy không thích ăn kẹo đâu cậu ơi. Cũng giống như bạn chó Mích ý, các bạn khủng long này không thích ăn đồ ngọt, chỉ thích ăn cỏ thôi đúng không? Tớ đoán đi, là bạn khủng long đây này, bạn ấy thấy cái mô hình này này, thế là bạn ấy tưởng đây là đồng loại, thế là bạn ấy chạy đến đây. Khủng long ơi, cái này ý, chỉ là mô hình thôi, chứ không phải là thật đâu, không phải là khủng long con đâu. Ui, cậu đi gào lên. Đúng rồi đấy, khủng long à, cậu nhầm rồi. Đây á, là cái hộp đựng kẹo hình con khủng long, chứ không phải là khủng long thật đâu. Cậu đi ra ngoài kia ăn cỏ đi. Tớ tưởng cậu vào đây xin kẹo, tớ đang định bắt kẹo ra cho cậu ăn đấy.